đất có địa linh, huyện nhiều tuấn kiệt, sông ẩn khí thiêng, người vun gốc phúc. Nằm trong vùng đất địa linh nhân kiệt, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, từ bao đời nay, làng Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín đã nổi danh với nghề điêu khắc gỗ. Bằng đôi bàn tay tài hoa, khéo léo và sự cần cù, chịu thương, chịu khó, ham học hỏi, từ xa xưa, làng Nhân Hiền đã hình thành nhiều tốt thợ đi khắp nơi, tham gia các công trình đình chùa với nhiều sản phẩm được chạm khắc cầu kỳ, khéo léo như tạc tượng, đồ thờ, câu đối, hoành phi, chạm khắc cho các dinh thự, cung cấm cho khắp nơi trong vùng. Ngày nay, những người con làng Nhân Hiền vẫn cần mẫn tiếp bước cha ông vinh danh đất nghề với những thành công trong sự nghiệp được xã hội ghi nhận. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú chính là một trong số đó. Đến làng Nhân Hiền, từ xa đã có thể nhận thấy không khí lao động nhộn nhịp bằng mọi giác quan. Từ tiếng lách cách của những nhát đục, nhát gỗ, đến mùi gỗ mới thơm phức, được tận mắt nhìn thấy những khối gỗ từ sần sùi, thô ráp, đến những sản phẩm hoàn thiện trơn bóng nhẵn nhụi. Sinh ra và lớn lên ở Nhân Hiền, ngay từ khi 10 tuổi, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú đã theo cha học nghề. Tình yêu nghề ngấm vào máu thịt từ bao giờ không rõ, tự nhiên như từng hơi thở, nhịp đập của trái tim. Qua năm tháng thiếu niên, nghệ nhân đã trau dồi, học hỏi được những kỹ thuật điêu khắc quý báu của ông cha. Học hết cấp 3, nghệ nhân Nguyễn Minh Phú lên Hà Nội theo học lớp năng khiếu mỹ thuật tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi học xong, ông quay về làng ứng dụng những gì mình đã học được, thể hiện chúng qua từng sản phẩm ông tạo ra. Nghề điêu khắc truyền thống Nhân Hiền thì có từ rất lâu đời. Tuy nhiên thì chỉ qua khảo cứu thì chỉ được biết là nó phát triển cực thịnh vào thế kỷ thứ 17. Truyền thống của làng nghề là làm mộc chạm khảm. Cho nên ngày xưa có câu là trai Nhân Hiền, thợ mộc nổi danh. Do là xuất thân từ gia đình có nghề truyền thống, thế nên là tôi đã được học nghề của cha tôi từ lúc còn 10 tuổi, 11 tuổi là đã theo học rồi. Thì học thì lúc bấy giờ cụ cầm tay chỉ việc mà mình làm theo thôi. À, cứ sáng, ngày xưa thì sáng đi học phổ thông, chiều thì được nghỉ. Thế nên về là làm nghề, thì là tôi đã học nghề từ lúc đó. Đầu năm 1990, khi điêu khắc gỗ trong thời kỳ khó cạnh tranh, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú đã có cơ duyên được tiếp xúc với điêu khắc đá và tìm ra hướng đi mới cho mình. Từ sự thành công đầu tiên của sản phẩm đã tiếp thêm cho ông động lực để ông đưa đá vào làm nguyên liệu mới của điêu khắc. Có thể nói là đá với tôi có một cái duyên. Thì khi mà tôi là người thợ điêu khắc gỗ, thì sau những cái năm đầu của thập niên 90 là cái giai đoạn khó khăn, thì cái nghề điêu khắc gỗ nó bị chậm. Thế do đó thì có chuyển hướng sang cái lĩnh vực điêu khắc đá. Thì cái điêu khắc này nó là một cái dòng riêng, duy nhất chỉ có cái làng nghề Nhân Hiền làm cái dòng đá này. Tôi là một trong những người đầu tiên khi mà còn đang học năng khiếu trên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, thì có sang xí nghiệp đá quý Thanh Xuân để nhận việc làm thêm, thì khi để kiếm thêm tiền sinh viên đi học. Sau đó thì nó bén duyên thế nào lúc nào cũng không biết nữa, thì từ đó tôi theo nghề đá cho đến bây giờ. Đến với điêu khắc đá hơn 30 năm, đến nay nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú đã có một gia tài phong phú từ những sản phẩm tượng điêu khắc như tượng công trình điêu khắc hoành tráng, tượng điêu khắc tôn giáo, đến những tượng và sản phẩm trang trí như bình, đèn, lọ hộp trang sức.
Một trong những tác phẩm nghệ nhân mới hoàn thiện cách đây không lâu chính là bốn nhóm tượng của bốn nhà khoa bảng Phạm Văn Lan, Nguyễn Vĩnh Tích, Trần Lư, Trần Khái và Tám Văn Bia được đặt tại Văn Từ Thượng Phúc, nơi thờ các nhà khoa bảng của miền đất danh hương Thường Tín. Là người có được vốn kiến thức sâu rộng về lịch sử và tư duy tinh tế, cùng sự kiên trì nhẫn nại, tìm tòi sáng tạo, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú đã tái hiện lại một cách sinh động và chân thực thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của bốn nhà khoa bảng qua các bức phù điêu dưới chân bốn nhóm tượng. Đây là nhà khoa bảng Trần Khái. Thì ông làm quan xong cũng được vua phong đến chức thượng thư tước quận công. Khi ông Đỗ Đạt làm quan. Đấy, thì ông được ông đi sứ. Ông đi sứ đây. Ông đi sứ sang. Đấy, đi sứ, đây có cái xe đi sứ. Sau khi ông đi sứ thì ông học được cái nghề thêu. Nghề thêu mang về. Đấy, và ông đã truyền nghề cho quê hương Thường Tín. Đây là nhà khoa bảng Trần Lư. Thì ông còn là ông tổ nghề sơn. Tại sao là ông tổ nghề sơn? Vì là đây thì mọi người sẽ đi tham quan cái chân dưới này. Đây chính là cái cảnh mà ông đang dạy nghề sơn cho tất cả mọi người dân địa phương. Mọi người về đây chiêm ngưỡng và người ta coi như là dâng hương chiêm ngưỡng. Tất cả ai người ta ca ngợi là bức tượng là một cái hai các phù điêu xung quanh nói về coi như là tả lại cái công việc của các cụ đã đỗ từ lúc khoa bảng. Xong là các cụ là dạy học xong đi sứ, xong các cụ về mang lại cái nghề về cho mọi người dân Thôi Văn Hội và tất cả trong mọi người trong cả nước. Nghệ nhân Nguyễn Minh Phú điêu khắc đúng rất là coi như là giúp ý nghĩa để cho tất cả mọi người hiểu được là từng bức tượng, từng cụ một. Đất Thường Tín là đất danh hương khoa bảng. Thì là có cái truyền thống mà huyện Thường Tín có tới 68 nhà khoa bảng là được văn bia Quốc Tử Giám lưu giữ, mà tôi là một nghệ nhân lại được giao cái trọng trách thiết kế và thi công bốn nhóm tượng ở ngoài sân của Văn Từ Thượng Phúc thì đây là một cái niềm vinh dự, tuy nhiên thì cũng là một cái trách nhiệm rất là nặng nề. Do cái tư liệu của các nhà khoa bảng này rất là hạn chế thì tôi cũng tìm hiểu và được phòng văn hóa huyện cung cấp thì để hoàn thiện nó phải từng nhân vật diễn tả cuộc đời sự nghiệp của từng nhà khoa bảng thể hiện trên cái phù điêu ở chân bệ, trên cái khối phụ trợ đấy, để làm cho người xem hiểu được cuộc đời sự nghiệp của từng nhân vật. Thì đấy cũng là một cái nỗ lực để tạo ra được cái nhóm công trình. Một trong những công trình điêu khắc khác đã được nghệ nhân Nguyễn Minh Phú hoàn thành trong năm 2020, đó là đảo giao thông Cầu Chiếc. Công trình gồm nhóm tượng tôn vinh ba anh hùng liệt sĩ của ba xã phía Tây huyện Thường Tín. Bên dưới là các bức phù điêu mô tả sinh động các câu chuyện về quá khứ, hiện tại, tương lai của chiếc cầu chiếc và làng nghề Nhân Hiền. Bên cạnh đó, còn phải kể đến 6 nhóm tượng tôn vinh các làng nghề truyền thống tiêu biểu của huyện Thường Tín như điêu khắc Nhân Hiền, lược sừng Thụy Ứng, sơn mài Hạ Thái, bật bông Chát Cầu, thêu Quất Động, tiện gỗ Nhị Khê. Qua đó, góp phần giới thiệu về các làng nghề truyền thống của vùng đất Thường Tín danh hương. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú đã dành rất nhiều tâm huyết để tìm kiếm thông tin, tư liệu về lịch sử và các làng nghề truyền thống để tái hiện lại trên những bức phù điêu, bức tượng của mình. Đây là cái phù điêu mà diễn lại cái cảnh xưa của toàn bộ cái quá khứ, hiện tại và tương lai của cái cầu chiếc. Thì đây là ngày xưa, cái cầu chiếc ngày xưa ở bắc qua sông là cây cầu gỗ và có mái tre. Thế sau đó thì đây là cái cảnh sinh hoạt lễ hội bà con đấy, trên bến dưới thuyền. Thế sau đó thì biến thành cây cầu sắt
khi người Pháp sang thì thành cây cầu sắt. Và đến năm 1949 thì tiêu tổ kháng chiến thì đã phá bỏ cái cây cầu sắt này đi. Đây chính là cây chiến sĩ công binh mà đang phá cầu, mà đã có một cái liệt sĩ là đồng chí Quả đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Vâng. Và cầu chiếc hiện trạng. Khi mà triển khai thì chưa có cái cầu chiếc mới bây giờ, nên là đây là cái cảnh xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thế ngày xưa cầu chiếc thì thời kỳ chiến tranh phá hoại thì có cái mặt trận tên lửa ở tại cầu chiếc, thì đây là 427 hay đấy, là không, cái mặt trận tên lửa của trung đoàn tên lửa cơ. Đấy. Thế còn đây là tương lai của cái cụm công nghiệp làng nghề nó sẽ ở đây. Đảo giao thông cầu chiếc thì là một cái vị trí cầu chiếc do cái thay đổi cái vị trí của cầu, cây cầu thêm một cây cầu chiếc nữa thì sinh ra cái ngã ba, thì có một cái đảo giao thông là cái quỹ đất riêng thì làm cái đảo giao thông để tránh cái xung đột giao thông sau này khi mà lưu hành, thì huyện có đầu tư cái vào làm để trang trí cái đảo này, thì trong đó có gói chỉnh trang công trình đảo giao thông cầu chiếc thì tôi cũng được giao để thiết kế và thi công. Thì cái nhóm tượng chính là tôn vinh các cái liệt sĩ anh hùng đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Pháp của cụm miền Tây của huyện, thì gồm có xã Hòa Bình, Hiền Giang và Tân Minh, thì là lấy ba cái đại diện, ba cái liệt sĩ của ba xã miền Tây cụm tượng chính, do cái nó là cái ngã ba mà dấu ấn là cái cầu chiếc, tôi diễn tả lại trên cái phù điêu của chân bệ toàn bộ cái quá khứ, hiện tại và tương lai của cây cầu chiếc trong cái khu vực cầu chiếc, nó được tả trên bệ tượng. Là một người nghệ nhân trong làng nghề thì được vinh dự giao cho những cái công trình ở địa phương, đấy là cái niềm vinh dự của mỗi một người nghệ nhân như tôi. Thì càng vinh dự bao nhiêu thì trách nhiệm càng lớn bấy nhiêu, nên là tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho các cái công trình ở địa phương, được góp cái sức mình vào để xây dựng làm đẹp cho quê hương. Xã Hiền Giang có một làng nghề truyền thống đã từ rất lâu đời, và đối với nghệ nhân Nguyễn Minh Phú thì là một trong những thế hệ được tiếp nối của các thế hệ cha ông của làng nghề truyền thống, trong đó một làng nghề truyền thống thôn Nhân Hiền. Thế và đối với chỗ nghệ nhân Nguyễn Minh Phú thì là một tay nghề rất là giỏi và đã phát triển từ rất là nhiều năm, và quá trình anh cũng được đào tạo rất là bài bản và là người tâm huyết với làng nghề, cho nên là anh đã sớm phát huy được các cái tố chất của cha ông để lại, cũng như là với cái tâm huyết của làng nghề thì qua các cái tác phẩm của anh thì anh cũng đã có đào tạo được rất nhiều các thế hệ của con em của làng nghề từ đó mà phát triển đi lên, và cũng từ cái làng nghề đó cũng đã giúp cho xã Hiền Giang phát triển về kinh tế rất là nhiều. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú là một trong những nghệ nhân tài năng có đôi bàn tay vàng. Với ông, làm điêu khắc không phải chỉ đơn thuần là giữ nghề truyền thống của cha ông, mà qua đó còn để gửi gắm tâm hồn mình vào từng sản phẩm. Đó là tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt phải kể đến tác phẩm Đài Sen. Đây là tác phẩm độc nhất vô nhị được ông sáng tác nhân đại lễ 1000 năm Thăng Long. Sản phẩm là sự kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và cái hồn của người thợ, thể hiện niềm tự hào về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Phần hình đã xong rồi, bây giờ cháu muốn chú nào bây giờ muốn thiết kế trên cái cánh, ấu cánh thì chú họa cháu một hai đường rồi đó. Cháu xem là thiết kế cái ấu cánh tách ra nhà cho nó phù hợp. Trước tiên là cháu phải hạ cái lền này
sâu xuống này, đấy, xong để nổi cái bề mặt lên thì cái cánh thì mình sẽ tạo các cái chi tiết hoa văn. Không chỉ dày công nghiên cứu, mày mò, chế tác sản phẩm, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú vẫn miệt mài truyền lửa đến thế hệ trẻ để mang danh tiếng của làng nghề điêu khắc Nhân Hiền vang xa hơn. Đã có nhiều thế hệ học trò trong làng, ngoài tỉnh đến học nghề tại xưởng của ông. Nhờ thế mà nghề điêu khắc đá đã phát triển rộng rãi ở Nhân Hiền. Từ đây, người ta còn biết đến Nhân Hiền là một làng nghề điêu khắc đá nổi tiếng với những bức tượng sống động và những công trình điêu khắc lớn được đặt tại khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Năm 1990 đổ đi ấy, thì bắt đầu rộ lên nghề đá. Từ thời cha đẻ của bố chú Phú này, thì lúc đấy là cứ người nào giỏi thì bà con trong làng đến nhờ người đấy để giảng dạy, làm việc, thì để học cái nghề để sau này cũng mong muốn lớn nhất là được như thầy. Thì mình cơ duyên thì học cấp 3 thì lúc đấy mình vừa học thì mình cũng yêu nghề, đạp xe đạp ra Thường Tín học xong rồi còn đâu thời gian rảnh thì lại xuống chú bảo bố mẹ là xuống bảo ông bà với chú là cho học nghề vì chú cũng nổi tiếng từ lúc chú thanh niên cơ mà. Đấy. Thì được cái thì bắt đầu khi học nghề thì chú cũng rất tận tình để giảng dạy cho từng bước một, nên là mình cũng cảm giác là mình yêu nghề, trân quý cái nghề mình làm ra. Ngoài việc được chú Phú trao đổi về kỹ năng về điêu khắc thì với bản thân mình thì cũng có thể là được thi vị hơn một chút. Chú trao dồi kiến thức, ngoài việc kiến thức đến lịch sử của dân tộc Việt Nam mình, các anh hùng có công với đất nước, tất cả các thứ qua bức phù điêu. Làm nghề thì hơn 40 năm, nhưng tôi truyền dạy nghề có thể nói là sắp xỉ 30 năm cũng đã truyền nghề, thì rất là nhiều người đến theo học. Tôi đã chỉ bảo và đưa người ta đến thổi hồn vào từng cái người có cái những cái tâm hồn riêng, những cái đam mê riêng để cho nó cho họ có được một cái sự nghiệp sau này, một cái bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Vẫn cứ thường nói với người thợ rằng phải đưa cái tâm hồn của mình vào, phải thả hồn của mình vào từng tác phẩm. Ngoài cái việc giáo dục nghề ra thì tôi chỉ bảo các bạn hứa là dạy cho các bạn từ tình yêu quê hương đất nước, con người qua những các cái bức tranh chạm nổi để thể hiện từng cái cảnh đẹp của vùng miền, nhân vật trong đời sống đương đại bây giờ. Xưởng điêu khắc của anh Nguyễn Mạnh Hà đã hoạt động được 23 năm, là một trong những người theo nghề điêu khắc đá ngay từ khi mới học nghề. Anh đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú, từ kinh nghiệm làm nghề đến tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Khi lúc tôi đã mở xưởng, tôi làm được va chạm với cả ông Nguyễn Minh Phú, nghệ nhân, thì thực ra là ông cũng là những người rất là tâm huyết về làng nghề và đưa cái nghề đá về cho làng nghề. Thì tôi cũng là một cái người con của làng nghề và tôi cũng nhìn những cái sản phẩm mà làm từ nghề nguyên liệu về đá tôi rất thích, thì từ lúc đó là tôi cũng sẽ rất là đam mê và cho đến bây giờ tôi vẫn đam mê gìn giữ những cái nghề đá đến bây giờ. Mình là người đầu tiên làm cái chất liệu này và phát triển nó, gây dựng nó nên có được một cái cơ ngơi như ngày hôm nay, thì nhiều người trong làng rồi những cái làng lân cận người ta làm theo, thì đấy là một cái cũng là cái vinh dự của mỗi một người làm nghề như tôi. Những cái năm tháng gần đây thì cái nghề này nó bị mai một đi, thì nó người thợ chuyển sang làm gỗ và làm các chất liệu khác rất là nhiều, cộng với cái công nghiệp hóa nông thôn thì các làng nghề nói chung đều bị mất thợ. Thì cái mong muốn của một người làm nghề như tôi muốn là để các bạn ấy quay trở lại với nghề, yêu nghề hơn, thì từ đó sẽ gây dựng lại cái sự phát triển của làng nghề. Đấy là cái niềm mong ước của người làm nghề như tôi. Để đẹp nên sau khi mà đắp xong ấy thì thể hiện các cái phải
đến cái hình khối lớn xong đi thì ta tả về chi tiết, ví dụ như cái mũ của ngài hiện tại đấy thì phải thể hiện được hình Đức Phật ngồi ở, để khắc nổi trên cái bề mặt của cái mũ của ngài. Thế và cái y phục thì phải thể hiện là đúng ngài Địa Tạng là mặc cái xiêm y mà khi các thầy hành lễ. Vâng. Tượng là nhất diện phiên ngưỡng kiên, ngưỡng kiên phiên tam tổng, tức là chia ba phần bằng nhau lại. Khi mình muốn để một cái tạo một cái Đức Phật thì lúc nào cũng là mặt phải nhìn hậu chút, thì mình khi mình làm chân dung theo con thì nếu làm chân dung thì mình nên kiểu tạo những cái phần má, phần mắt của tượng sao cho có hồn và cảm giác mình, có cái tình đấy. Đúng rồi, cái điều đó là số 1. Và cái đặc biệt quan tâm nhất là phải hình dáng của ngài cho nó đúng cái tỷ lệ giải phẫu. Nhưng người xưa theo cái tạo tác xưa đã nói là lập thất, tức là tượng đứng là phải chia là 7 đầu. Vâng. Tọa ngũ và cái người ngồi tọa sơn thì chia 5 phần. Đã. Bàn tam bán, tức là ngồi thiền ấy, ngồi kiết giả là 3 đầu rưỡi. Đấy là cái tỷ lệ của người xưa để lại chứ. Nó cũng đúng như mỹ thuật hiện đại bây giờ. Dạ. Em thật may mắn khi sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghề đúc khắc. Thì ngay từ khi còn nhỏ là em đã được tiếp xúc với môi trường nghề rồi. Ngay khi em còn bé thì là bố đã dạy em các bước mà tạo lên một thành phẩm. Ví dụ mình phải những thành phẩm với chất liệu gì này, rồi là đá nó như nào, là ví dụ thành phẩm tạo khuôn mẫu đất như nào, trong em thôi thúc được ngọn lửa đam mê với nghề. Thì là em cảm thấy mình phải cố gắng để phát triển và gìn giữ cái nghề mà cha ông ta để lại. Hơn 40 năm gắn bó, cống hiến cho nghề điêu khắc, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú đã đạt được nhiều giải thưởng lớn của ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam và được nhà nước khen tặng, như giải đặc biệt Golden Fire 2004, giải thưởng sáng tạo kiểu dáng cho sản phẩm, giải đặc biệt Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam 2010, Cúp Thăng Long 1000 năm, nghệ nhân bàn tay vàng chương trình nghệ thuật Đông Dương, giải tinh hoa Festival Huế 2004, giải khuyến khích Golden Fire 2005, giải tinh hoa Việt Nam 2005. Năm 2014, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng danh hiệu Người tốt việc tốt. Năm 2016, ông được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì đã có nhiều cống hiến trong gìn giữ và phát triển ngành nghề thủ công truyền thống. Những phần thưởng cao quý này là những ghi nhận và đánh dấu chặng đường cống hiến bền bỉ của một nghệ nhân, một người con của làng nghề truyền thống. Người vẫn được bà con và người trong nghề ưu ái gọi bằng cái tên cây đa trong làng điêu khắc Nhân Hiền.